OK, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một clip ngắn để giới thiệu cho các bạn một cái mô hình quản lý an toàn, có thể là cũng ít gặp. Tại vì thông thường khi chúng ta nói tới hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động hay là an toàn sức khỏe nghề nghiệp thì các bạn sẽ nghe tới OSHA 18.000 đúng không ạ? Hay là ISO 45.000 là phổ biến. Hoặc là các bạn có thể nghe TBM, TQM gì đấy của Nhật chẳng hạn. Ở đây thì tôi xin giới thiệu các bạn một cái mô hình mà được tổng hợp. Các bạn hãy lên mạng tìm kiếm, các bạn cũng sẽ tìm thấy thôi. Nhưng mà có thể là tôi có thêm một số cái phần ghi chú vào để cho chúng ta dễ nhìn và tổng quát thôi. Thì cái mô hình này được dựa trên một cái mô hình gọi là World Class Manufacturing, hay gọi là mình hay gọi là WCM. WCM chứ không phải WC nha. World Class Manufacturing, nếu mà dịch tiếng Việt là tạm dịch là gì? Nhà sản xuất đẳng cấp thế giới. Như vậy thì ở một số công ty thì người ta cũng áp dụng cái mô hình này. Tất nhiên có thể người ta vẫn làm ISO đấy, nhưng mà trong cái nội bộ của người ta sẽ có một cái hệ thống khác. Cái việc lấy ISO hay lấy OSHA giống như một cái việc để làm marketing là chính. Còn trong nội bộ của tập đoàn hay nhà máy đó, có thể người ta sẽ áp dụng một cái chuẩn nó nhiều nội dung hơn, nó nhiều yêu cầu hơn so với ISO. Thì đây là một cái mô hình mà trước đây tôi đã từng làm ở cái công ty cũ của tôi, thì tôi thấy nó rất là hay, đặc biệt đối với những cái bạn nào mà khi chúng ta chuyển vào một cái nhà máy đã có cái lịch sử phát triển là sản xuất đâu đó có thời gian rồi, mà các bạn mới là người về, có thể là người đầu tiên chẳng hạn, hoặc là có thể người cũ cũng làm an toàn, cũng có kiến thức hay có phụ trách về an toàn. Tức là trước đây nhà máy có thể là có người làm an toàn hoặc chưa có nhà máy về an toàn, thì thật ra cái mô hình này vẫn có thể hữu dụng cho các bạn. Tất nhiên nếu người ta đã có hệ thống tương đối ổn rồi, các bạn vào các bạn sẽ đi nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn vào một cái nhà máy mà ở Việt Nam bây giờ cũng còn khá là nhiều, đó là cái nhà máy 5-10 năm nhưng đó, nhưng mà chưa có người làm công tác an toàn chuyên trách. Trước đây là phòng hành chính nhân sự gì đó được được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm thôi. Bây giờ người ta vì nhu cầu thực tế, do khách hàng, do pháp luật ngày càng căng hơn, nghiêm ngặt hơn, thì lúc này người ta mới đầu có một cái chức danh là người làm công tác an toàn, có là safety supervisor, safety manager, safety executive gì đấy tùy công ty, nhưng lúc nào là có một người làm an toàn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tôi vào công ty đó tôi sẽ làm gì đầu tiên, đúng không? Đặc biệt trong ví dụ như hay hỏi là 2 tháng từ việc tôi sẽ làm gì, hoặc là 1 năm đầu tiên tôi sẽ làm gì, và là 1 năm rồi mình sẽ làm gì tiếp theo, làm 5 năm rồi chúng ta sẽ làm gì nữa. Có nhiều bạn nhiều khi bảo trời em làm đây 3-4 năm em thấy chán quá, nhưng không biết làm gì thêm, cứ vậy hoài đó. Vậy thì đây là cái mô hình mà tôi có thể chia sẻ để các bạn cảm thấy không chán nè. Thứ nhất là mình làm 5 thậm chí 10 năm mình không chán. Thứ hai là mình biết mình đi từ đâu. Và nếu các bạn nhìn mô hình này, các bạn sẽ thấy nó có 7 bước, có nghĩa là mà nó đi từ bước 1 đến bước 7, giống như bạn hình dung giống như những cái bậc thang. Như vậy, có thể năm đầu tiên hoặc 2 năm đầu tiên nó tùy và nhanh hay chậm của mình hoặc điều kiện của từng nhà máy, chúng ta đi từng bước. Như vậy giả sử là nếu bạn đi đó, bạn sẽ đi từng bước 1. 2 năm đầu tiên qua năm thứ hai bạn đi bước 2, năm thứ hai bạn đi năm thứ ba bạn đi bước 3, bước 4 gì đó, tôi ví dụ vậy, thì có nghĩa là công việc mình sẽ không bao giờ chán, đúng không? OK, như vậy thì tôi sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn cái mô hình này thôi ha. Như vậy mô hình này có 7 bước, còn lý do vì sao 7 bước thì thật ra tôi cũng không đủ trình độ để giải thích cho các bạn cái này. Tôi chỉ chia sẻ về 7 bước này, khi các bạn đạt đến 7 bước này thì có thể các bạn sẽ hình thành được một cái điểm đến đích đến mà chúng ta hay hay mong đợi trong công tác an toàn, đó là chúng ta sẽ đạt được cái con số lý tưởng về vấn đề tai nạn bệnh tật, đúng không? Là con số zero, mình hay gọi là một số công ty nó có một cái từ là zero harm đấy ha, không tổn hại, tức là không bệnh tật, không tai nạn cho những cái người lao động cũng như là người liên quan khác đối với tổ chức đó. Như vậy 7 bước này đó, khi chúng ta đi chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu này. Có nhiều, nếu các bạn nhớ mô hình đường bông thì mô hình đường cong Bradley họ sẽ vẽ ngược đúng không? Đó, số 0 nằm đây. Còn này mình đây là cách vẽ của mô hình đường cong đường bông Bradley ha, là người ta vẽ cái tai nạn nó giảm dần. Đó là kết quả nó sẽ về tai nạn nó sẽ giảm dần. Còn ở đây tôi đang vẽ theo cái bước đi ha, chúng ta đi từng bước 1, bước 2 vậy. Khi chúng ta lên được bước 7 thì chúng ta sẽ gặp cái kết quả mà chúng ta mong muốn ở đây. Đó là không tai nạn. OK, rồi, như vậy bước đầu tiên chúng ta làm gì? Thì bước đầu tiên này đối với đặc biệt là có giá trị với cái câu hỏi mà tôi vừa chỉ định đặt ra, đó là tôi về tôi làm gì ở công ty, một công ty có 5 năm, tôi ví dụ một cái nhà máy có 5 năm mà chưa có người làm an toàn, hoặc cái người đó gọi là chưa đủ tốt về vấn đề chuyên môn chẳng hạn,
hoặc là do điều kiện công ty thời điểm đó họ chưa cho phép cái người đó làm đúng những gì người ta muốn làm. À, có nhiều lý do ha, chứ không phải là mình nói công ty nào đó tai nạn nhiều, có thể là do nhiều nguyên nhân chứ không phải là do cái người cũ họ dở đâu, một phần thôi. Rồi như vậy đầu tiên chúng ta làm gì? Thì quay lại câu chuyện một cái nhà máy mà 5 năm trước chưa có làm tốt công tác an toàn thì logic là chúng ta sẽ hình dung là gì? Tai nạn sẽ nhiều. Như vậy nếu mà cái người cũ không không đủ tốt hoặc không được có điều kiện để làm đúng thì có khả năng là cái gì? Những cái biện pháp kiểm soát, biện pháp khắc phục cho cái tai nạn đã từng xảy ra đó không được hiệu quả. Như vậy thì cái đầu tiên các bạn về làm là gì đó với tôi đó, các bạn hãy về lục lại tất cả những hồ sơ tai nạn lao động của những trong quá khứ, còn càng nhiều càng tốt. Thông thường người ta hay tính 5 năm nhưng mà các bạn có thể lục lại càng nhiều càng tốt, tại vì tai nạn lao động luôn nhiều khi lưu tới về hưu đúng không? Đối với những tai nạn nghiêm trọng, tai nạn tử vong, xin lỗi, tai nạn mà tử vong nghiêm trọng gì đó thì các bạn nhớ trong luật luật an toàn Việt Nam mình có ghi ha, tai nạn mà tử vong thì luôn bao nhiêu năm, rồi tai nạn mà thương tật, tai nạn nhẹ nhẹ thì luôn bao năm, thì trong luật mình có quy định. Dần nhiều khi bất hợp bất bất chợt tôi không nhớ, nhưng mà có nghĩa tinh thần là chúng ta đến khi về hưu thì phải, chúng ta sẽ phải ngồi, chúng ta phải lục lại hết tất cả những tai nạn còn lưu lại trong hồ sơ của công ty, hoặc chúng ta đọc lại hết. Như vậy cái chúng ta cần đọc, cần kiểm chứng ở đây đó là chúng ta kiểm chứng xem những cái biện pháp kiểm soát hiện tại hoặc là những biện pháp kiểm soát mà trong công ty đã đưa ra và đang áp dụng cho những cái khu vực, những cái tình huống đã xảy ra tai nạn nó có hiệu quả hay không. Các bạn xuống hiện trường các bạn xem đúng không, chúng ta cầm những cái thông tin đó chúng ta xuống chúng ta đối chiếu xem hiện trường làm sao, nó có đúng những cái gì mà đưa ra không, hoặc nếu có đúng mà nó có hiệu quả không. Và chắc chắn tôi tin rằng sẽ có rất nhiều trường hợp là không hiệu quả. Tôi đã từng đi huấn luyện cho một công ty của về cái đề tài là hướng dẫn cho họ kỹ thuật điều tra tai nạn lao động và đánh giá rủi ro trong vòng vài ngày, 5-6 ngày gì đấy. Nên thì trước khi tổ chức cái chương trình đó tôi yêu cầu họ gửi chắc tất cả bản bản tổng hợp thôi, chứ tụi mình không cần bản chi tiết, bản tổng hợp summarize tất cả những tai nạn, một cái file Excel tất cả cái tai nạn đã từng xảy ra, giống như cái sổ thống kê tai nạn lao động theo thông tư 08/2016 của mình đó. Thì trong cái cột tôi quan tâm tôi đọc tôi thấy họ ghi nguyên nhân dẫn đến tai nạn gần như 100% bất cẩn, vi phạm nội quy, tức là gần như người ta đá trái banh trách nhiệm cho người lao động. Và biện pháp kiểm soát là gì? Đào tạo lại, nhắc nhở, giám sát đó. Như vậy thì những cái biện pháp nó mang tính chất hành chính là chủ yếu, chứ còn cái sự chi phí đầu tư cho kiểm soát những tai nạn đó gần như bằng không. Như vậy rõ ràng cái chắc chắn là nếu mà một tai nạn xảy ra tức là tần suất nó sẽ rất là cao, mà nếu chúng ta chỉ sử dụng biện pháp hành chính để quản lý thì các bạn học quản lý rồi các bạn sẽ biết đúng không, nó không hiệu quả. Hiệu quả là phải dùng biện pháp bèo lắm là cũng phải biện pháp kỹ thuật. Như vậy thì rõ ràng chắc chắn là ở những nhà máy mà đã từng có hoạt động, từng có tai nạn thì bạn về bạn thế nào bạn cũng sẽ phát hiện được nhiều cái tai nạn đã từng xảy ra và chưa được có một cái biện pháp kiểm soát nó tốt, phù hợp tốt nhất có thể. Như vậy thì bước một đây chính là chúng ta đi ngồi đọc và đưa ra hành động. Vậy tại sao chúng ta lại tập trung vào cái đó? Thì quay lại tôi ý tôi vừa nói, khi chúng ta làm công tác an toàn bản chất chúng ta đi mục tiêu chúng ta muốn là zero harm, tức là tai nạn bệnh tật. Như vậy câu hỏi đặt ra ở một cái nhà máy chỗ nào là chỗ có khả năng tai nạn nhiều nhất, thì chắc chắn đáp án là cái chỗ mà đã từng xảy ra tai nạn mà chưa có biện pháp kiểm soát. Tao ví dụ bạn ra đường đúng không, có một cái ổ gà ở giữa đường, từ từ nhà bạn đến công ty có một cái ổ gà, hôm kia đã có một người bị sập ổ gà đó, tai nạn xảy ra và người ta không làm gì cả, người ta chỉ không làm gì cả, tức để nguyên cái ổ gà. Và chắc chắn thì và trên cái đoạn đường từ nhà bạn đến đến cơ quan thì cái chỗ nào có khả năng xảy ra tai nạn cao nhất, chắc chắn là cái ổ, về mặt logic này, rõ ràng chúng ta chỉ đoán ngay đó là cái ổ gà, cái vị trí có cái ổ gà. Như vậy thì trên nhà máy cũng vậy, trong những cái công việc đang đang được thực hiện, chỗ nào có khả năng xác suất xảy ra tai nạn cao nhất chính là những cái chỗ đã từng xảy ra tai nạn mà chưa có biện pháp kiểm soát. Đúng không? Vậy, chính vì vậy mà chúng ta để chúng ta loại bỏ hay là giảm thiểu tai nạn thì cái chỗ mà chúng ta cần tập trung chính là cái chỗ mà đã từng xảy ra tai nạn mà chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả, đó chính là cái chỗ mà chúng ta cần tập trung đầu tiên. Như vậy bước một chính là làm cái hoạt động đó ha, mình về mình thấy cái nào hiệu quả mình đề xuất biện pháp. Đối với tôi biện pháp phải là biện pháp kỹ thuật. Còn nếu mà chúng ta cũng xây dựng quy trình đào tạo lại thì coi như gần như chúng ta cũng không giảm thiểu rồi nhiều. Rồi bước 2 làm gì? Bước 2 thì thật ra bước 2 là sự phát triển của cái bước số 1. Tức là trong một cái nhà máy các bạn để ý các bạn sẽ thấy ha, khi chúng ta đi làm một cái mối nguy không phải nó xuất hiện có một chỗ
là một mối nguy hệ nó sẽ có nhiều chỗ tương tự như vậy. Ví dụ trong những cái khu, trong những cái ngành nghề mà có một cái dây chuyền sản xuất nó gọi là dạng rời, ví dụ như ngành ngành may, ngành chế biến gỗ, ngành cơ khí, có rất nhiều máy nó giống nhau, máy đục, máy CNC, máy cắt, máy bào, máy tiện, máy hàn, máy xe, hay là xe nâng, có rất nhiều công ty, có rất nhiều một chứ không phải chỉ một máy. Như vậy giả sử có một cái máy ở nhà máy mình có bốn cái máy giống nhau, bốn cái máy y chang với nhau, như vậy cả đã từng xảy ra tai nạn ở một cái máy do ví dụ như là hệ thống interlock nó bị lỗi, hoặc là nó cơ cấu một cái cơ cấu cuốn kẹp nào đó nó chưa được bao che. Như vậy thì nếu đã từng xảy ra tai nạn ở đó, như vậy ở một cái máy máy số 1, như vậy ba cái máy còn lại chưa xảy ra, nhưng rõ ràng cái mối nguy nó là có tương tự. Như vậy thì bước 2 là chúng ta đi nhân rộng. Nhân rộng đây tức là chúng ta áp dụng những biện pháp mà chúng ta đã áp dụng cho những khu vực đã xảy ra tai nạn mà chúng ta thấy nó hiệu quả. Tất nhiên chúng ta chỉ áp dụng khi chúng ta reassessment, reevaluation, chúng ta thấy rằng cái biện pháp chúng ta đề xuất á, mà chúng ta đề xuất để thực hiện ở những cái khu vực đã xảy ra tai nạn rồi nó hiệu quả, thì chúng ta tiếp tục nhân rộng, chúng ta áp dụng những cái biện pháp đó cho những khu vực khác có những cái mối nguy tương tự, đúng không ạ? Đó là bước số 2. Như vậy tóm lại trong cái bước số 2 này, bước 1, bước 2 này, rõ ràng chúng ta thấy chúng ta không có làm gì xa xôi cả, chúng ta chỉ tập trung giải quyết những khu vực đã có tai nạn. Như vậy đứng về học hỏi là công cụ, nếu mà gọi là hệ thống quản lý thì chúng ta dùng công cụ gì đó, thì đây là những công cụ mà những cái mà chúng ta hay tập trung vào, đó là gì đó, điều tra lại những tai nạn đó rồi cải thiện. Như vậy trong những cái biện pháp khắc phục mà tôi vừa nói cho bước 1, bước 2 rằng để mà hiệu quả thì gần như chúng ta tập trung vào các biện pháp kỹ thuật, tức là chúng ta tập trung vào cải thiện điều kiện làm việc rồi. Sau khi chúng ta đó, như vậy hai cái công cụ chính là điều tra tai nạn lao động và cải thiện điều kiện làm việc, chính là những cái hoạt động mà chúng ta sẽ tập trung ở trong giai đoạn 1 và 2. Và đồng thời với thời điểm đó chúng ta cũng phải xem xét coi công ty mình đang có những cái lũng nào, những cái hở nào, những cái điểm chưa phù hợp nào về luật pháp. Như vậy bốn cái này chính là bốn cái mà tôi hay khuyên, đã như đặc biệt là ba cái đầu tiên ha. Ba cái đầu tiên là những cái bạn mà mới về một cái nhà máy, hỏi là bây giờ em làm gì trong 2 tháng thử việc. Đối với tôi ba cái đầu tiên là ba cái đầu quan trọng. Thứ nhất, cái số 1 là làm gì, mình đi thu thập hết tất cả những văn bản pháp luật, vi phạm pháp luật liên quan đến công ty đó, ngành nghề đó. Chúng ta sau đó chúng ta đánh giá xem nhà máy của mình đang làm họ cái nào chưa tuân thủ luật đó. Như vậy cái rủi ro về mặt pháp lý nằm ở chỗ đó. Như vậy thì cái bước số 1, cái công cụ số 1 này là mình giúp cho mình xác định được cái rủi ro về mặt pháp lý làm an toàn. Chúng ta thấy ngoài cái vấn đề về tai nạn nó còn một cái rủi ro nữa là mặt pháp lý đó, chúng ta không làm tốt đôi khi chúng ta sẽ bị vướng víu đến vấn đề về hình sự này chẳng hạn, hoặc là công ty sẽ bị phạt về mặt hành chính. Do đó thì cái đó là cái mà chúng ta cũng phải phải nắm rồi. Như vậy đối với tôi ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 này nó đặc biệt hiệu quả đối với những bạn mới về công ty và giai đoạn đầu tiên chúng ta làm. Rồi sau khi chúng ta tập trung giải quyết được những cái vấn đề đã xảy ra trong quá khứ rồi, chúng ta sẽ đi tới hướng tới tương lai, đúng không? Bước tới tương lai đó là chính là bước 3 và bước 4. Đó là chúng ta sẽ không chỉ phòng ngừa tai nạn cho những cái không phải chỉ đưa ra những hành động khắc phục nữa, mà chúng ta phải đưa ra những hành động phòng ngừa, nó mang tính phòng ngừa. Ở giai đoạn này là được đưa ra những hành động phòng ngừa là như vậy. Như vậy để phòng ngừa thì chúng ta phải biết được nó là cái gì, đúng không? Thì đó chính là cái việc mà chúng ta để nhận diện cái vấn đề đang tồn tại, tức là những cái mối nguy đang tồn tại tại nơi làm việc, và trong những cái mối nguy đó, mối nguy nào tạo ra cái rủi ro cao để chúng ta đưa ra biện pháp kiểm soát. Như vậy bước 3 này chính là bước ứng dụng công cụ nhận diện rủi ro và đánh giá và kiểm soát rủi ro, tức là mình hay gọi là hiểu, hoặc là đối với những công việc mà nó mang tính chất tức thời, ví dụ như của nhà thầu thì mình dùng GSA chẳng hạn, Job Safety Analysis. Như vậy bước 3 chính là bước thực hiện những cái chương trình quản lý rủi ro tổng thể cho toàn bộ các hoạt động của nhà máy thông qua một cái quy trình, một cái thủ tục mình hay gọi là quy trình hay thủ tục đánh giá rủi ro. Nhưng mà thật ra nó phải mình gọi là quản lý rủi ro thì nó chính xác hơn, tại vì nó không phải chỉ đánh giá là một bước trong cái chương trình đó thôi, đúng không? Ba bước chính đó là hazard identification, nhận diện mối nguy, risk assessment, đánh giá rủi ro, và risk control, kiểm soát rủi ro. Như vậy cái bước 3 chính là cái bước chúng ta thực hiện cái chương trình này. Như bước 4 thì giống như bước 2 vậy, bước 3 là bước 1 với bước 3 là bước tiền đề, còn bước 2 là bước nhân rộng của bước 1, thì bước 4 giờ là bước nhân rộng của bước 3. Vậy thì làm thế nào để chúng ta kiểm soát hiệu quả những cái rủi ro, làm thế nào chúng ta nhận diện được mối nguy một cách đầy đủ nhất, ngoài cái việc chúng ta đi kiểm tra định kỳ hay là làm kiểm tra trước khi thực hiện công việc đối với những công việc mang tính chất đột xuất. Vậy thì nhiều khi nó vẫn thiếu, tại vì trong thực tế khi các bạn làm đánh giá rủi ro, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một thời gian có hạn, và khi chúng ta đánh giá đôi khi chúng ta sẽ bị
quên, bị sót những cái công việc, những hoạt động nó mang tính chất abnormal, tức là không bình thường, hoặc là những hoạt động bảo trì về bảo dưỡng, như khi đôi khi chúng ta quên mất hoặc là bị thiếu sót. Như vậy thì những cái công cụ khác nó sẽ giúp chúng ta làm được điều đó. Ví dụ như chúng ta làm áp dụng công cụ 5S, chúng ta áp dụng công cụ huấn luyện não bộ, chúng ta áp dụng Toolbox, chúng ta áp dụng stop cả vân vân. Đây là những công cụ để giúp chúng ta thu thập thêm những cái mối nguy, phát hiện thêm những cái mối nguy nó đang tồn tại mà cái những cái công cụ HIRAS hoặc là job analysis chưa kịp thông tin hoặc chưa kịp có đủ thời gian nhận diện ra. Thì bước 4 chúng ta áp dụng thêm những cái công cụ này để chúng ta có thể phát hiện được thêm những cái rủi ro tại những nhà máy của mình. Rồi ok, như vậy đối với tôi, bốn cái bước vừa rồi là cái bốn bước quan trọng, nó cực kỳ quan trọng và nó rất là cần chuyên môn. Như vậy thì thông thường đặc điểm của bốn cái bước đầu tiên, các bạn sẽ cái người mà thực hiện nhiều nhất đó là ai, các bạn hãy đoán được đúng không? Đó chính là nhân viên an toàn, mình hay gọi là HSE đi ha. Rồi như vậy bốn bước đầu tiên này, các bạn thấy cái trách nhiệm chính nằm trên vai của cái ông an toàn, và nó đi quẩn lại một cái từ duy nhất, đó là đi từ rủi ro. Rõ ràng như vậy, tại sao như vậy? Tại vì rõ ràng làm an toàn muốn zero cái gì đó, zero harm, tức là không tai nạn, mà muốn không tai nạn không bệnh tật thì phải kiểm soát được những cái yếu tố nguy hiểm có hại, tức là kiểm soát rủi ro. Vậy thì rõ ràng cái nghề làm an toàn thật ra tóm lại là đi làm gì là được kiểm soát rủi ro. Như vậy thì bốn bước chính đó là bước 1, bước 2, bước 4 là cái nghề của chúng ta, tất cả những gì chúng ta học, tất cả những gì chúng ta làm thật ra tập trung vào bốn bước này, đúng không? Vậy thì và nếu chúng ta tiếp tục, chúng ta dừng lại bước 4 thì coi như là công việc của chúng ta bắt đầu bị overload. Tại vì càng ngày chúng ta ứng dụng càng nhiều công cụ vào, mà có một mình hoặc là hai mình hoặc ba mình, nếu mà trong khi có bộ phận an toàn thì chúng ta sẽ overload. Thứ hai nữa là nó sẽ không đi tiếp tục, nó không phát triển. Như vậy làm thế nào để chúng ta phát triển được cái hệ thống, gọi là hệ thống mà, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải sẽ kêu gọi sự tham gia của ban lãnh đạo. Như vậy thì bước số 5 chính là cái bước tôi gọi là thật ra không có gì mới cả về vấn đề về công việc, về nội dung công việc, chỉ có khác là ai sẽ là người làm. Như vậy bước 1, 2, 3, 4 là HSE là chủ yếu. Bước 5 là cái bước mình đi đá trái banh, phân chia trái banh cho người khác. Lúc này chúng ta làm ISO, chúng ta làm màu sắc. Thật ra ISO, sắc thật ra cũng chẳng có gì ngoài những cái gì mà chúng ta đã làm ở những bốn bước gì rồi. Chỉ khác đi là chúng ta làm cho nó có một cái sự hệ thống lại về mặt tài liệu. Thứ hai, chúng ta phân định trách nhiệm để cái việc thực hiện những cái biện pháp này, công việc này không phải chỉ nằm ở một cán bộ an toàn mà nó sẽ được giao cho những cái người có liên quan. Ví dụ ông sản xuất liên quan gì, ông bảo trì liên quan gì, ông kỹ thuật liên quan gì, ông cải tiến liên quan gì, ông chất lượng liên quan gì, ông kho nhân sự liên quan gì. Đó, mình chia cái banh đó ra, chia cái bài đó ra. Tôi nghĩ là công việc gần như không tăng, nhưng cái công được chia ra. Vậy thì khi có một cái nhóm, một cái lượng công việc như không thay đổi, nhưng mà số người làm việc nhiều hơn thì chắc chắn là gì? Cái chất lượng nó sẽ tăng lên, đúng không? Cũng làm một cái công việc đó, nhưng mà nhiều người làm thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn. Thứ hai nữa là tại sao phải có sự tham gia của lãnh đạo? Thì mình để các bạn học về ISO, các bạn thấy ha, để một cái nhà máy duy trì hoặc là cải tiến hay là nâng cao được cái hiệu quả trong công tác quản lý an toàn, thì cái việc đầu tiên phải làm, cái yêu cầu đầu tiên đó là leadership và commitment, đúng không? Phải có sự cam kết và lãnh đạo của ban quản lý. Nhưng mà nếu mà chúng ta không làm, chúng ta vào một cái nhà máy mà ban lãnh đạo không quan trọng, không quan tâm, thì người lao động mình nói họ được không ạ? Vậy thì giả sử mình đưa ra các nội quy quy trình cho đẹp vô, nhưng mà mình không phải quay trò quản lý người ta, mình xuống mình xưởng mình hù người ta, mình nhắc người ta mình gì đó, lập biên bản gì đó, thì người ta sợ lúc đó thôi. Nhưng mà mình quản đi ship người ta lại không nhắc nhở người ta tiếp, duy trì được cái chuyện đó thì coi như là cũng như không, cấp bỏ dĩa thôi. Như vậy thì rõ ràng cái việc sự cam kết nó được thể hiện thì cái hệ thống của chúng ta mới nâng cao một bậc được. Do đó cái bước số 5 chính là cái bước để thể hiện được cái sự cam kết của lãnh đạo, và nó sẽ giúp cho hệ thống chúng ta hoạt động một cách tin cậy được. Như vậy bước tóm lại, từ bước 1 đến bước 5, chúng ta thấy rõ ràng cái sự tham gia chủ yếu là cán bộ an toàn và người quản lý ở ban quản lý ở bước 5. Và sau khi nếu mà ban quản lý đã tốt rồi, chúng ta họ cam kết thực hiện rồi, thì có phải là hoàn thành chưa? Thường ra nếu mà chúng ta thấy ISO chỉ cần tới đây thôi. ISO, nếu mà làm ISO OSAT thì tới đây là gần như khá là đạt được tất cả những cái điều khoản của ISO rồi đó. Tôi không nói hết nhưng mà gần như. Về rõ ràng tới đây hệ thống chúng ta tương đối ổn rồi. Nếu mà người là lãnh đạo cam kết thì chắc chắn họ sẽ bắt buộc, họ
họ sẽ dùng quyền lực của họ bắt người lao động họ tuân thủ. Như vậy ở giai đoạn số 5 và 124 này, người lao động có tham gia không? Có, nhưng mà ở một cái động từ là bị phải, tức là họ tuân thủ đấy, nhưng mà họ chưa hiểu hoặc họ chưa có ý thức tự giác đâu. Mà vì ông an toàn, từ bước 1, bước 4 là ông an toàn giám sát ông, họ. Bước 5 là người lãnh đạo, người quản lý ở tại khu vực giám sát họ. Nên giống như họ ra đường, họ bị công an, lúc nào có công an đứng thì họ phải tuân thủ thôi. Nhưng mà trong lòng của họ, họ có hiểu và họ có hứng thú hay có tự giác hay không? Chưa chắc. Như vậy thì để một cái hệ thống thực sự là tin cậy và nó trở thành văn hóa. Mục tiêu của chúng ta là trở thành có văn hóa an toàn. Vậy thì để hình thành được văn hóa là chúng ta thấy rằng phải có sự tham gia của người lao động. Do đó chính vì vậy mà chúng ta phải có bước số 6 là như vậy. Bước số 6 chính là cái bước mà làm thế nào để chúng ta nâng cấp lên những cái quy định, quy trình hay là những cái nguyên tắc về an toàn. Bây giờ không phải giám sát nữa mà người ta chủ động người ta làm. Như vậy bước 1 đến 4 đến 5 người ta dùng công cụ chính là phạt để người lao động làm. Như vậy bây giờ các bạn muốn người ta tự giác đúng không, thì bây giờ không phạt nữa, các bạn sẽ chuyển qua là cái gì, thưởng đúng không. Như vậy thì các bạn phải dùng những cái công cụ nào đó để thưởng, khen thưởng, để người lao động cảm thấy những cái gì họ làm đem lại giá trị cho bản thân họ, đem lại giá trị cho bản thân. Khi họ có cảm thấy những hoạt động họ có giá trị, chắc nhiên họ sẽ hứng thú họ làm, và những được công nhận thì họ sẽ hướng họ làm. Còn nếu mà không có khen thưởng gì cả, họ làm tốt chẳng ai nói gì cả, thì chắc chắn người ta cũng sẽ không có cái động lực để mà làm, đúng không ạ? Tuy nhiên ở bước 6 nó có một cái điểm là chúng ta đang tập trung vào khen thưởng cá nhân, nhưng mà trong một đội nhóm chắc chắn không phải mọi người đều phát triển như nhau. Không phải công ty bạn có 100 người, 200 người, 1000 người là khi các bạn đưa ra chương trình khen thưởng ai cũng hứng thú, có người hứng thú có người không. Nhưng mà những người không, họ sẽ không có áp phê với cái chuyện mang khen thưởng, có nghĩa là họ đâu đấy họ vẫn sẽ đối phó, họ sẽ có những cái hành động đối phó giống như ở bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 gì đấy. Tức là họ có thể làm khi có bạn, nhưng họ sẽ làm sai khi không có bạn. Như vậy tai nạn nó vẫn sẽ ra. Như vậy con số zero vẫn chưa đạt. Như vậy mục tiêu chúng ta muốn đạt zero là 100%, gần như 100% người lao động phải có ý thức về an toàn, phải biết thương yêu bảo vệ cho mình và cho người khác. Như vậy làm thế nào bây giờ? Như vậy cách thứ nhất là chúng ta dùng quyền lực chúng ta tác động thì nó cũng hiệu quả, nhưng mà như ta nói nó hiệu quả một phần thôi. Như vậy thì bây giờ bước số 7 này chính là chúng ta dùng, không phải dùng quyền lực mà chúng ta tác động với những cái người mà chưa tốt nữa, mà chúng ta dùng những cái người mà ở bước 6 này nè, chúng ta tận dụng cái tiếng nói của đồng nghiệp, tiếng nói của những người cùng cấp với họ, tác động vào họ. Nói theo luật Việt Nam chính là chúng ta sử dụng an toàn về sinh viên các bạn. Thì thật ra mô hình này nếu chúng ta dùng xây dựng cái đội nhóm này, thì cái người mà leader cái đội nhóm này chính là những người làm tốt ở bước 6. Mà theo luật Việt Nam thì tôi hay nói là gương mẫu và tự giác gì đấy, có nghiệp vụ thì chính là những người làm an toàn vệ sinh viên. Do đó tại sao mà khi chúng ta chọn an toàn vệ sinh viên, chúng ta phải đặt một tiêu chí là người ta phải gương mẫu là như vậy. Để chính là những người đó đã được lên được cấp độ này nè, bước 6 rồi, thì họ chính là những người lead của những cái dự án. Và trong cái dự án nó sẽ có những cái người là gì? Có 3 nhóm người cơ bản. Người tự giác là leader. Thứ hai là những người mà họ làm, họ nghiêm túc đấy, nhưng mà họ chỉ làm vì họ bị làm thôi. Và những thứ ba có thể là sẽ có một số người không bao giờ họ nghe bạn luôn. Tôi không biết dùng từ gì, mình tự gọi là những người mà không có bao giờ quan tâm hay là quan, tức là không sợ bạn luôn, tức là họ không quan tâm họ làm gì thôi, ai cũng làm gì là. Như vậy khi mà chúng ta phát triển đội nhóm đúng không? Khi một cái nhóm ở nhóm đây ta gọi là thực hiện những cái chương trình kiểm soát rủi ro. Ở trong tiếng Anh nó gọi là autonomous safety, tức là bạn đưa ra những cái dự án về an toàn mà cái nhóm này họ tự đề xuất, tự chịu trách nhiệm, tự follow up, tự thực hiện đó. Thì khi họ thành công một cái dự án nào đó thì họ sẽ được thưởng. Như vậy cái bước số 7 này là không phải khen thưởng cá nhân mà là khen thưởng cho một nhóm, đúng không ạ? Như vậy thì giả sử trong cái ba nhóm người này đúng không, có người tốt, có người bị làm, có người không quan tâm, nhưng cuối tháng tự nhiên họ cũng được thưởng. Họ không làm gì cả, họ không quan tâm, mà họ có tên cho có tụ, nhưng mà họ nói thẳng là tao không quan tâm là mày làm gì mày làm, nhưng mà tự nhiên cuối tháng được thưởng, 2-3 tháng được thưởng mực mớ tiền, hay là được tuyên dương trước mặt công ty đúng không, được dán bằng khen lên những cái bản tin của công ty vân vân, được gửi thư về gia đình cảm ơn vân vân. Họ cảm thấy sao? Nhiều khi họ cũng vui quê đúng không, đối với tôi nghĩ tưởng mình không làm gì mà người ta khen mình cũng thấy vui, mình nhận tiền, nhận thưởng, nhận huy chương cũng bị vui quê. Và chắc chắn mình cũng phải có một cái suy nghĩ lại, người ta sẽ phải nhập gia tùy tục, cái sức ảnh hưởng của đồng đội rất là lớn đối với tôi là như vậy. Như vậy bước 7 chính là cái bước sử dụng những người ở bước 6 tạo ảnh hưởng. Và khi đó tất cả mọi người trong công ty về mặt lý thuyết đúng không, đến một giai đoạn nào đó mọi người đều bị ảnh hưởng, bị chi phối lẫn nhau, và lúc đó chúng ta thấy cái công tác an toàn nó trở thành công tác của đội nhóm, của toàn tất cả mọi người trong công ty.
khi đến một giai đoạn mà mọi người đều có sự quan tâm lẫn nhau thì tất nhiên là chúng ta thấy là cái cơ hội để chúng ta đạt được cái mục tiêu zero zero harm là rất là lớn. Như vậy chính là cái lộ trình đó, năm nay là cái lộ trình để các bạn đi đến cái mục tiêu, tôi dùng từ mục tiêu chứ không đi đến chắc chắn ha. Nhưng mà mục tiêu mình hướng tới là con số này, và đây là cái cách đi theo mô hình WCM, mô hình Work Class, WCM, Work Class Manufacturing hướng dẫn. Các bạn hãy lên mạng các bạn tìm, các bạn cũng thấy cái này. Nhưng mà cái note này là tôi note thêm vào cái mấy cái cam màu cam là tôi note thêm để các bạn hình dung là làm thế nào. Nói thì dễ rồi nhưng mà làm bằng cái gì thì những cái màu cam đó chính là những công cụ mà các bạn nên áp dụng. Tất nhiên đây chỉ là những gợi ý thôi, các bạn áp dụng cái khác hoặc là thêm hoặc là gì đấy, miễn sao mục tiêu là để đạt được cái, hoàn thành được cái bước đó. Ok rồi, thì đây là tôi giới thiệu tổng quan cho các bạn về cái mô hình này ha. Nếu các bạn có hứng thú muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại ở đây, là các bạn có thể liên hệ qua Zalo số này ha, tại vì tôi thường xuyên không nghe điện thoại được, nhiều khi tôi bận training hay đi đó thì các bạn có thể kết bạn qua Zalo số dưới thì tôi cũng phải chia sẻ với các bạn được trong phạm vi cho phép. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu muốn học hỏi tất cả những cái công cụ mà tôi tích nói trên đây thì có thể là các bạn sẽ tham gia một số cái khóa học online mà tôi cũng đã và sẽ phát triển những cái một số khóa online, đặc biệt trong mùa Covid này, mùa dịch này, thì có thể là chúng ta sẽ nghiên cứu để thiết kế một cái khóa học phù hợp để hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn từng cái bước một và các công cụ cụ thể là đối với những công cụ đó là triển khai như thế nào, vân vân. Đó thì đó là một số cái chia sẻ giới thiệu thêm cho các bạn để các bạn biết thêm ngoài cái mô hình chính là ISO PDCA thì chúng ta phải là chúng ta có một số cái mô hình khác mà nếu trong điều kiện phù hợp các bạn phải áp dụng. Tất nhiên mình tùy điều cơm gắp mắm thôi. Ok rồi, thì đây là tôi giới thiệu cho các bạn như vậy ha. Rồi, cảm ơn các bạn.